Những người lái xe đường dài, một điều đáng sợ bạn từng gặp trên đường vào ban đêm là gì? Tôi từng là một người lái xe đường dài tại bán đảo thượng Michigan. Công việc thường ngày của tôi là lái con xe 5 tấn để chở máy móc cho các bên đối tác. Có lần chiếc xe tải tôi thường lái gặp trục trặc và tôi đã mang con xe đó về gara để kiểm tra. Xong xuôi thì mấy tay thợ khẳng định là xe tôi ổn rồi, nên tôi đi thôi. Ngay buổi tối ngày hôm đó, tôi có một chuyến xe chở 12 cái máy đi khá xa. Lúc đó tôi đang bị muộn giờ vì chiếc xe hay hỏng vặt. Với phải chất hàng quá khổ lên nên tôi quyết định sẽ lái xe xuyên đêm để cho kịp chuyến. Tôi nhớ là đồng hồ lúc ấy đã điểm 11 giờ đêm. Tôi đang lái con xe tải của mình trên đường xa lộ. Dọc đường không có đèn đóm gì hết, cũng chẳng có một chiếc xe nào khác luôn. Ánh đèn vàng ma mị rọi ra từ trước đèn pha xe tôi là nguồn sáng duy nhất trong tầm nhìn. Không nói điều với các bạn làm gì hết, lúc đấy tôi sợ chết khiếp. Như để điểm thêm phần ghê rợn vào buổi tối hôm ấy, toàn bộ đèn đóm trên bảng đồng hồ xe tôi bỗng nhiên lóe sáng rồi chợt tắt. Xe của tôi chết máy. Giờ thì xung quanh tối đen như mực luôn. Tôi dừng hẳn lại rồi và chiếc xe thì không chịu nổ máy. Là một người có kinh nghiệm với những tình huống thế này, tôi tắt máy xe đi và không cố để nữa để tránh hết ắc quy. Và sau đó thì tôi gọi điện thoại cho người thân. Trong lúc nghe tiếng tút tút đến từ chiếc điện thoại, mắt tôi vẫn đảo xung quanh để cảnh giác. Xung quanh giờ đây chỉ có mỗi ánh sáng chớp tắt mờ ảo từ đèn cảnh báo của xe tôi. Tôi chợt nhìn ra phía trước thì bỗng thấy có thứ gì đó đang di chuyển trước mũi xe, thoát ẩn thoát hiện theo từng nhịp đèn. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng do mình tự tưởng tượng ra thôi. Tôi gọi mãi rồi cũng có người nhấc máy và họ nói rằng sẽ mất 2 đến 3 tiếng thì mới có thợ sửa xe đến được. Tôi ngồi chết lặng trong màn đêm u tối. Âm thanh duy nhất xung quanh là tiếng chớp tắt của đèn cảnh báo xe tôi. Bất giác, tôi lại nhìn lên phía trước mũi xe một lần nữa và tôi lại nhìn thấy thứ gì đó di chuyển. Tôi sợ suýt ra quần. Điện thoại tôi chợt rung lên và làm tôi tí nữa thì tháo van đít thật luôn. Bạn hiểu cảm giác khi mà bạn đang đau bụng nén mà bỗng có thằng vỗ vai bạn không? Hóa ra thì đó là điện thoại của gã thợ sửa xe. Gã bảo tôi ra khỏi xe rồi mở thử cái mũi ra xem có thấy vấn đề gì không. Tôi bảo không, tôi không ra khỏi cái xe tải của tôi đâu, đừng có mà xui dại. Đồng thời giải thích lý do tại sao tôi thà đợi đến sáng chứ không ra khỏi xe. Tay thợ nghe có vẻ bực nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, tôi lo cái mạng mình hơn. Chết tiệt, tôi lại nhìn thấy có bóng thứ gì đó qua mũi xe lần nữa. Lần này tôi quyết định bật thử cái đèn pha xe tôi lên để xem đó là cái gì. Ngay trước mũi xe tôi là 3 con sói đang xô xé thứ gì đó, nhìn có vẻ như là xác động vật bị xe tông. Tôi bấm phát còi thì chúng nó quay ra nhìn như kiểu bực bội vì bị làm phiền, chứ không hề sợ sệt. Tôi ngồi trong xe thì vẫn an toàn, nhưng mà tôi nhận thức được rằng xung quanh đang có động vật săn mồi nên tôi cũng khá là quan ngại. Tôi bật đèn một lúc rồi tắt, vẫn để tránh hết ắc quy. Thi thoảng tôi vẫn bật đèn lên khoảng 30 giây đến 1 phút để kiểm tra xem mấy con sói còn ở đấy không. Về cơ bản thì tôi chỉ ngồi đấy đợi rồi nghe tiếng đèn cảnh báo chớp tắt, đôi khi lại lướt điện thoại. Mỗi lần tôi bật đèn lại, lũ sói vẫn còn ở đó. Nhắc lại một lần nữa, tôi đang ở một nơi hoang vu hẻo lánh, không nhà cửa, không trạm rừng, không có gì hết ngoài cây cối, cuộc sống hoang dã. À, và sói nữa. Bỗng trong màn đêm tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét đến kinh hãi, nghe như kiểu tiếng thét phát ra từ ngay sau thùng xe tôi. Rồi ngay sau đó, tôi cảm nhận có thứ gì đó đã va vào bên cạnh thùng xe tải, đủ để làm rung lắc xe một chút. Tôi thì không sợ chiếc xe sẽ lật, nhưng dù gì thì thứ đã làm rung lắc nó đã tạo ra lực đủ mạnh để cái thùng xe tôi lắc sang một bên, mà chiếc xe tải tôi lái thì đang chở thêm hẳn 5 tấn hàng. Tôi hoảng sợ và bật hết toàn bộ đèn mà xe tôi có lên. Tôi gài cả vào số lùi để cái đèn lùi có thể cho tôi thêm chút ánh sáng, quan sát cho dễ. Tôi nhìn gương cả hai bên và thứ duy nhất tôi thấy là một bóng đen vụt qua phía bên kia đường. Tôi không thể miêu tả chính xác tôi đã thấy gì, nhưng mà nhìn như kiểu sự kết hợp giữa ma sói, Yeti, Bigfoot với thằn lằn vậy. Tôi ngồi trong xe và nghĩ trong đầu, thôi chắc đến đây là hết rồi. Cụ đi chân lạnh toát. Tôi nhìn lại ra phía đầu xe thì thấy không còn con sói nào ở đây nữa. Theo như kiến thức tôi học được từ các thể loại tài liệu khoa học, động vật săn mồi chỉ chịu bỏ con mồi của chúng khi chúng nhận thấy có một loài động vật săn mồi còn to lớn hơn, tàn ác hơn chúng đang ở gần. Lúc này thì gần như tôi đã chấp nhận số phận của mình rồi. Bất kể là tôi vừa thấy thứ gì vụt qua đường thì chúng cũng chưa đi xa lắm khỏi chiếc xe tải. Tôi còn nghe thấy tiếng cỏ, cành cây xung quanh bị dẫm lên và bụi rậm xào xạc. Tôi nghe thấy vì tôi kéo kính cửa xe tải xuống khoảng một đốt ngón tay cho đỡ hết oxy trong xe. Tay tôi nắm chặt vô lăng, đèn xe thì vẫn sáng trưng hết lên vì tình hình lúc này thì tôi cũng kệ cha ác quỷ. Sau một khoảng thời gian chờ đằng đẵng thì cuối cùng tôi cũng thấy ánh đèn xe hắt qua gương chiếu hậu. Tôi chắc chắn là tay thợ sửa xe vì chả có ai lại ra xa lộ giờ này cả, ngoài tôi ra. Tay thợ sửa xe đỗ trước đầu xe tôi, đèn pha của tôi dọi lên gã và cả chiếc xe. Ngay khi tay thợ vừa mở cửa định bước xuống, tiếng thét của phụ nữ một lần nữa lại phát ra từ phía bụi rậm và đống bụi rậm đó thì đang xào xạc. Dù đó có là thứ gì thì nó cũng đang ở rất gần và rất bực. Cửa xe gã thợ đóng lại và ngay lập tức gã gọi điện thoại cho tôi. Cái đấy gì thế? Gã hỏi tôi, giọng gã nghe còn hoảng hơn cả tôi. Tôi bảo tôi không hề biết cái gì vừa xảy ra và có vẻ như là gã cũng vậy.
Vì thế nên tay thợ đã gọi cảnh sát và hắn từ chối ra khỏi xe để sửa xe cho tôi cho đến khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng. Chúng tôi đợi một lúc thì có hai xe cảnh sát liên bang đến, họ dọi đèn đóm cho cả khu sáng như sân vận động luôn. Đến lúc này thì tôi mới chịu thò chân ra khỏi cái xe tải của mình. Chúng tôi vẫn tiếp tục nghe thấy tiếng thét quái dị đó thêm 3 lần nữa trong khi tay thợ đang sửa xe cho tôi. Cũng may là tiếng đó ngày càng xa dần, ngay cả cảnh sát cũng không hề biết đó là tiếng của cái gì hay thứ gì. Và nói thật thì họ cũng khá là rén. Tay thợ sửa mãi cũng xong và tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Trên đường tôi gặp một nhà trọ nhỏ nên tôi ngủ lại. Sáng hôm sau đó tôi xuống kiểm tra xe thì thấy có một vết lõm cỡ quả bóng rổ bên cạnh thùng. Khoảng cách từ mặt đất lên đến vị trí vết lõm cũng phải khoảng 2m1. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn không hề biết đó là thứ gì. Có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ biết. Có một điều mà tôi khá chắc là tôi sẽ không bao giờ lái xe lại trên cung đường đó vào buổi đêm.